Nguyên Khôi xin kính chào Tấn Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vàng và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào Tấn Ngộ quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được trả lời thư. Có một lá thư của một bạn trẻ viết cũng khá dài và cuối thư thì luôn luôn nhắc là theo nguyên tắc chung. Nhớ nha, đừng bao giờ đọc email lên. Thì các chú đã đọc thư của cháu rồi, chỉ xin tóm tắt ý là cháu nói là Việt Nam người ta hay tuyên truyền là Bác Hồ luôn luôn ở trong tim của nhân dân. Nhưng mà cháu thấy Việt Nam thì giờ Bác Hồ ở trong túi nhân dân thì nó dễ sống hơn. Đi đâu phải có Bác Hồ trong túi. Chắc ăn phải. Thì chắc ăn, cứ có Bác Hồ trong túi là kể như là thì thôi, bây giờ người ta nói là Bác Hồ trong tim. Nhưng mà không trong tim thì nằm trong túi cũng được, đỡ là cháu ha. Rồi, có người nói là người ta có comment là hai anh nói xấu đảng. Thực tế thì tôi thấy hai anh nói không có đúng đâu. Những người dân chúng tôi chứng kiến nó còn kinh khủng hơn hai anh nói nữa. Các anh hãy bỏ chút thời gian để xem trên trang chân dung quyền lực sẽ thấy rõ. Đồng thời tóm lược thông tin hoặc là bằng kỹ thuật nào đấy, hãy mở đường link để bà con ta có thể thưởng thức món ăn tinh thần nhiều hơn nữa. Rồi, có một người đây là chào hai anh, nghe hai anh phân tích những bài báo em thích lắm, như là hai anh đang tâm sự với em vậy. Em cũng có những tâm sự nhưng mà không biết nói với ai, nói ra thì bị bắt ở tù và chấm 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 chấm, ở tù thì cũng biết rồi, có thể là buồn buồn tự tử nữa. Em trước cũng từng là giáo viên, làm trưởng công an, cũng trưởng công an xã, cũng học trung cấp công an, trung cấp chính trị cũng là đảng viên. Nhưng thấy mình không thể phát triển được cho nên bỏ tất cả ra khỏi đảng luôn. Được cười một điều mà em không hiểu được là xin nghỉ việc thì người ta không cho. Nhưng mà cương quyết, đến khi mà cương quyết định thì người ta đành chấp nhận, nhưng người ta buộc cho cái tội là có người không hoàn thành nhiệm vụ. Em nghĩ vì cũng gần 10 năm nay rồi, nhưng nỗi niềm tâm sự cứ nằm mãi trong lòng. Đến lúc nghe các anh chia sẻ thì em mới bật lên tiếng. Cảm ơn các anh rất nhiều. Rồi, có một người thì sửa thơ là của, theo chúng tôi biết là của nhà thơ Tú Xương. Chúng tôi xin đọc vài câu cho nó vui. Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau, đứa được nhà lớn, đứa lầu cao. Phen này ông quyết đi buôn chữ, thiên hạ làm quan tớ sẽ giàu. Bởi vì bây giờ bằng giả đó. Lặng lặng mà xem nó tố nhau, đứa vào nhà đá, đứa nhà lao. Phen này ông sẽ đi xem xiếc, chó khỉ vật nhau thì tất vỡ đầu. Lặng lặng mà coi nó thuốc nhau. Đầu đọc rất là gọi là cập nhật. Rất là thời sự ha. Đứa vào nhà tán, đứa nằm đau. Trên đời lắm chuột cùng nhiều chó, chó chuột không chết thì dân khổ đau. Lặng lặng mà nghe nó kháo nhau, mấy thằng bảo vệ nói tào lao. Chuyến này tao sẽ đi buôn thuốc, chúng nó xem xong sẽ nhức đầu. Rồi, tên là Trần Khúc Sương. Cảm ơn rất nhiều cho mình coi. Dạ vâng. Bài của báo VN Express, dê cấp cho người nghèo được phát hiện ở trang trại bí thư huyện. Được địa phương khác ủng hộ đàn dê giống giúp cho người nghèo phát triển kinh tế, chính quyền huyện Thạch Thành ở Thanh Hóa chuyển thẳng nửa số dê vào trang trại của bí thư huyện ủy. Hơn nửa năm sau, sự việc bị phát giác. À, nửa năm mới biết à? Dạ bà. Thưa quý vị, như thế này, trước hết thì khi mà chúng tôi nói đọc cái nhan đề đó, thì Nguyên Khôi tự nhiên không biết sao tự nhiên trong đầu bảo chắc cái bài báo này nó đang sai. Dê cấp cho người nghèo được phát hiện ở trang trại của anh Hoàng Tuấn chứ. Ông bà ta có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Năm dê thì cũng sắp tới rồi. Cho nên thưa quý vị, nhiều khi là cũng là phát cho dân đấy. Nhưng mà dê nó chỉ nó kiếm dê nó ở chung, chứ còn nó không có ở nhà những người thường, nó không ở với người. Nó kiếm dê nó cũng phải tìm kiếm cái chỗ nào mà cho nó cũng là dê, chủ nhân nó cũng phải dê thì nó mới hợp bầy hợp đàn với nhau được, phải không ạ? Cũng may là dê này nó chưa hóa thành lẩu đó. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn cũng có cái bài báo đó trên tay, có những cái có một vài chi tiết xin thưa với quý vị. Khi người ta thắc mắc của tại sao dê phát cho dân nghèo mà nó lại chạy vô của trang trại của bí thư nửa năm sau, thì người ta mới biết là có 3 hộ không phải là diện nghèo được cấp dê. Nhưng mà được cấp tới 12 con. Nhưng mà sau khi 3 hộ trên ký nhận á, thì 2 con dê này nó không tới cái 3 hộ đó mà nó lại chạy thẳng vô trang trại của ông bí thư. Thì người ta có nói quanh nói coi, cuối cùng là người ta lại nói như thế này: đưa dê vào trang trại của bác Quý là để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Vì trang trại của bác á, thì nuôi rất nhiều. Tức là bác nuôi giùm cho nó tốt rồi bác đưa lại cho dân. Để khai lại. Trên đời này sao có người quá ư tốt, là tốt quá như vậy.
Nhưng mà thôi quý vị cũng thông cảm, thôi cái chuyện dê thì để cho bí thư lo. Dân này không phải lo cái chuyện dê nha. Mà nửa năm sau mới biết. Mà thưa quý vị, con dê quý vị cũng biết rồi, nuôi dê nó kêu dữ lắm. Nó kêu suốt ngày, sao mà có thể giấu được. Nhưng mà biết châu chừng nhiều khi á, người ta mới có nửa năm, chắc nó chưa kịp đẻ. Chứ đúng ra có lẽ là đồng chí bí thư muốn nuôi như vậy. Từ 12 con, nuôi nó lên tới 24 con, 36 con. Tại vì mới nửa năm là đã bà con đã phát giác rồi. Chứ nếu để mà khoảng 4-5 năm sau đó thì từ 12 con dê đó đó, nó sẽ ra một bầy dê. Thế là bác lại giúp đỡ cho người nghèo. Thì nó lại hay hơn. Tại vì người ta không hiểu được cái thiện chí của ông bí thư thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn đắc ý cái đàn dê này nó khôn thật. Chọn đúng nhà để ở. Thì nói vậy chứ ở chứ với người mà nó đồng chung chí hướng thì nó mới hay hơn. 7 tấn mỹ phẩm hương liệu lậu nhái mác của hãng nổi tiếng. Các sản phẩm này nếu lọt vào salon cửa hàng thì thực sự nguy hiểm. Không ai biết chúng chứa thành phần gì, có gây hại cho sức khỏe hay không. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói về 7 tấn mỹ phẩm, 7 tấn nha. 7 tấn. Và hương liệu lậu vừa bị thu giữ tối 22 tháng Giêng. Và người ta khi mà tịch thu được những cái loại hàng giả hàng này, này đó còn nguyên mác cái thứ bên ngoài để chuẩn bị dán vào. Thì không biết là những người dùng mỹ phẩm ở Việt Nam và những toàn là những hiệu nổi tiếng không à. Nhiều khi mua gọi là mua hàng chính chủ mua vào chính hãng nhiều khi cũng vẫn còn bị mua lầm. Nguyên cô chợt nhớ tới có một số người ở hải ngoại đó hay nói về Việt Nam mua mỹ phẩm nó rẻ đó. Dạ vâng, thưa quý vị phải để ý nha, phải sức vào thay vì mặt đẹp như mặt anh Hoàng Tuấn thì nó lại không phải. Tôi sợ là khi quý vị về Việt Nam quý vị mua sức vô đó xong đó khi qua tới Mỹ vô hải quan Mỹ nó không cho vô. Sao vậy? Thì nó nhìn cái passport với cái mặt sao nó khác nhau. Chứ lúc mình đi ra Mỹ thì cái mặt khác, mà bây giờ về cái mặt khác thì quý vị biết ở Việt Nam thì cái gì nó cũng giả cả. Cho nên là bây giờ, nhưng mà mỹ phẩm giả đó thì nó tác hại ngay lập tức. Còn giấy tờ giả đó, như là tiến sĩ giả, thạc sĩ giả thì thực sự nó cũng không hại ai cả. Nhưng bác sĩ giả thì sao anh? Bác sĩ giả Thanh Hóa thì sao? Cái đó còn nguy hiểm nữa. Bác sĩ giả thì một lát nữa chúng tôi sẽ nói về cái chuyện bác sĩ giả. Bây giờ cái chuyện này nó quan trọng hơn anh ạ. Cái bản tin này thì chúng tôi nghĩ là những người nào mà có cái bản tin này bỏ trong máy vi tính á, nó theo kiểu Việt Nam đó, thì cứ để sẵn đó. Cứ mỗi lần có chuyện á, mình chỉ việc sửa một chút xíu thôi. Tức là mình bỏ tên của người phát ngôn vô. Mình sửa lại cái ngày tháng, mình sửa lại cái địa điểm chút xíu là xong. Thế là mình có bản tin mới. Có bản tin mới. Mà rất là cập nhật, rất đúng. Là cập nhật. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cải tạo Trường Sa. Dựa trên căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng các công trình ở Trường Sa. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là Phạm Thu Hằng nói như vậy. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa, không để tái diễn những hành động sai trái tương tự. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói đến việc Trung Quốc đang gia tăng hoạt động cải tạo ở Trường Sa trong cuộc họp báo. Theo bà Hằng thì quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Này, quý vị nghe nhiều rồi. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện tuyên bố của các bên trên Biển Đông. Rồi, các quan chức quốc phòng và ngoại giao Phi Luật Tân hôm qua miêu tả việc cải tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông là đồ sộ rất nghiêm trọng. Giới nghiên cứu của các nước đánh giá Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự nhằm mở đường cho tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Một loạt các đảo đá ở Trường Sa mà Trung Quốc đang xây dựng đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm giữ bằng vũ lực, trong đó có những đảo đá có vị trí chiến lược như là Chữ Thập hoặc là Gạc Ma. Thưa quý vị, người ta xác định rõ ràng là Trung Quốc dùng vũ lực để lấy, và cho tới bây giờ thì cái Việt Nam là kiên quyết phản đối, yêu cầu dừng lại tất cả các thứ. Nhưng mà chúng tôi chờ có một chữ thôi mà không thấy. Nếu ví dụ như là thường khi mà ra tuyên bố như vậy, nếu bên Trung Quốc vẫn giữ nguyên cái thái độ đó, vẫn vi phạm thì chúng tôi sẽ như thế nào thế nào. Thì chúng tôi không hề thấy có cái chữ nếu. Thì nói thì cái bà Phạm Thu Hằng này thì nhìn cái khuôn mặt rất là trẻ. Thì lần trước là mấy vị kia, mấy ông ha, thì qua hết đời này qua đời khác thì cũng là cái bản tin này thôi, sửa cái tên thôi. Nhưng mà tôi thấy nhiều khi tôi thấy cũng tội nè. Sao? Tội là như thế này. Bây giờ có nhiều người rất là lo lắng cho Việt Nam. Ở cái chỗ là Việt Nam bây giờ không có ngủ được. Sao vậy? Việt Nam giờ phải thức triền miên.
Tại sao không phải ngủ chứ anh nói chuyện không, mình làm việc không, ban không, ngày không. Mình mệt rồi tối mình phải ngủ nhưng mà là 8 tiếng. Nhưng mà Việt Nam bây giờ khổ cái là không ngủ được là bởi vì sao? Sao? Ngày xưa đó, Việt Nam và Cuba thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới. Thế mà Cuba thức Việt Nam ngủ, Việt Nam thức thì Cuba ngủ. Bây giờ là Cuba nó theo Mỹ quách đó rồi. Thế bây giờ còn có mỗi mình nè. Thế thì mình rồi sao mình ngủ được? Mình phải thức. Nhưng mà cái nhiệm vụ cao cả của Việt Nam là thức để canh giữ hòa bình thế giới. Nhưng mà khổ nỗi là biển đảo của mình thì canh không được. Cái đó là cái điều mà mình anh thấy không? Anh thấy được cái sự hy sinh không? Nhưng mà nói nhảy cũng quá. Thực sự là Việt Nam cũng có yêu cầu. Cũng có. Quý vị cũng biết rồi mà yêu cầu mà. Yêu cầu thì người ta thích thì hay đề nghị. Một là yêu cầu, hai là đề nghị. Nếu mà đề nghị mà người ta thích thì người ta làm. Người ta thích làm thôi. Người ta không thích thì người ta không làm. Anh ta không là cần. Cái chuyện quan trọng là mình có đề nghị. Mình và mình có quan trọng là để mà bảo vệ đất nước và tổ quốc thân yêu thì mình có yêu cầu. Đấy là những vũ khí sắc bén mà Đảng đã sử dụng trong. Nhưng mà tôi thấy như thế này nè. Sao? Trong khi mình biết rõ ràng là Trung Quốc nó chiếm giữ bằng vũ lực. Người dân thì là phản đối việc Trung Quốc xâm lăng biển đảo của mình. Thì lại có là đem Đảng và nhà nước là lại đem vũ điệu ra. Anh nhớ cái vụ hôm đó không? Ở Hà Nội không? Thì là tổ chức múa hát nhảy đầm. Đó. Là đem vũ điệu ra để mà chống lại vũ lực. Nhưng mà Bộ trưởng Quốc phòng nhà ta nói đừng, anh đừng có mang những cái tư tưởng chống Trung Quốc như vậy. Tôi lại xin ảnh hưởng đến cái quan hệ giữa hai nước tốt đẹp. Tức là cái xu thế mà ghét Trung Quốc đó, nó có hại cho dân tộc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó là bây giờ phải làm sao để dân người ta ghét Trung Quốc, nó có hại cho dân tộc. Nó rất là có hại là tại vì như vậy, anh thấy rõ ràng hai bên cùng cái đảo, cái đảo Gạc Ma chẳng hạn như vậy. Nó muốn chiếm thì nó dùng vũ lực. Mình muốn chiếm lại thì mình dùng yêu cầu. Thế có phải là... Mà dân phản đối thì mình dùng vũ điệu, vũ khúc ra mình nhảy múa. Nhưng mà cần thì mình cũng dùng vũ lực với dân luôn. Thưa, có một điều như thế này nè anh à. Cái chuyện mà Việt Nam với lại Cuba đó. Thì quý vị thấy là những cái phát ngôn của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đó, nó có giá trị lắm. Tức là ông Triết ông nói có một câu. Cho tới bây giờ người ta vẫn nhớ, không thể nào quên được. Còn cái chuyện mà ông Phùng Quang Thanh ông nói là cái xu thế ghét Trung Quốc á, nó có hại cho dân tộc. Mà chúng tôi có thắc mắc một điều như thế này, trong khi Đảng và nhà nước ta luôn luôn là Việt Nam và Trung Quốc là anh em, là láng giềng 16 chữ vàng, thế mà tạo dân nó là vẫn ghét Trung Quốc. Mà đến nỗi ông Bộ trưởng Quốc phòng phải lo lắng. Trong khi đó đế quốc Mỹ là kẻ thù, bao nhiêu năm mình tuyên truyền đế quốc Mỹ gian ác, đế quốc Mỹ như thế này thế khác ghê gớm, mà dân nó là cái thích Mỹ. Cái đó tôi hơi thắc mắc. Cái này là bên tuyên giáo đó, bên tuyên truyền phải xem lại. Quý vị, thưa quý vị, dân thích Mỹ đó, không phải chúng tôi nói khơi khơi đâu nha. Quý vị nhớ là khi mà Tổng thống Bill Clinton qua Việt Nam đó, dân Hà Nội, không phải dân Sài Gòn, không phải là dân mà nó ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ, về dân mà nó bị ngụy, nó đầu độc, mà nó theo Mỹ. Dân Hà Nội mà phải thức, có người leo cả trên ngọn cây đó để được nhìn vô cái chỗ mà ông Bill Clinton ở. Nhưng mà anh nói đó vẫn không có đủ. Anh nói như vậy, tôi cứ tưởng tượng là những người nghe anh nói, người ta nghĩ rằng ồ, chỉ có người dân người ta thích Mỹ thôi, còn các quan chức nhà nước người ta không có thích Mỹ. Thực sự anh thấy như là thủ tướng mình ấy cũng đi Mỹ rồi, cũng cho con lấy Mỹ con. Ồ, không phải, cái đó là không phải là khúc ruột ngàn dặm. Không phải là Mỹ, nó là Việt Nam. Rồi đến ông mà trưởng ban nội chính ấy, có bệnh đau, bị chị, ám sát ở bên Việt Nam, ám hại gì đấy, bị đầu độc gì đấy. Không, uống lộn thuốc. Uống lộn thuốc. đâu có đưa qua Cuba chữa trị đâu, đâu có đưa qua Bắc Hàn chữa trị đâu, cũng đâu qua Trung Quốc chữa trị đâu, cũng đâu qua Liên Xô chữa trị đâu. Tôi nghĩ cái ban tuyên giáo Trung ương đó, bên tuyên truyền, thôi tôi dẹp đi. Để cho nó tốn cơm. Bây giờ trong khi mình nó vận động là Việt Nam Trung Quốc là môi hở răng lạnh, 16 chữ vàng, 4 tốt tất cả các thứ, mà dân nó là cứ ghét. Mà ghét Trung Quốc là có hại cho dân tộc. Trong khi đó bao nhiêu năm đế quốc Mỹ nó gian ác đấy, để khác chúng ta đánh đuổi đế quốc Mỹ. Thế mà cái nói tới Mỹ là dân nó lại khoái. Đi du học là phải đi Mỹ. Cho nên cái điều đó nhiều khi phải xem lại rồi mời anh. Nói chuyện học hành, hiệu trưởng xin thôi chức sau tố cáo ăn chặn học bổng của học sinh. Ăn chặn học bổng của học sinh mà hiệu trưởng ăn chặn thì làm sao mà thoát được bảo ạ. Đúng người đúng việc luôn. Bị tố cáo có nhiều tiêu cực trong thu chi tài chính và điều hành hoạt động trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, lại không đủ số phiếu tín nhiệm, bà Phạm Thị Hà
xin xuống làm hiệu phó và được chấp thuận. Làm hiệu trưởng, hiệu trưởng. Gian lận cái tiền ăn chặn học bổng của học sinh. Rồi bây giờ bị tố cáo. Rồi bây giờ xin xuống làm hiệu phó và được chấp thuận. Rồi, sao? Nếu mà ăn chặn nữa thì xuống làm giáo viên. Sau một thời gian yên ổn thì là nhân thân tốt lại phục chức trở lại. Chúng tôi xin trở lại với quý vị sau một số quảng cáo thương mại. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì như anh Nguyên Khôi nói là học bổng của học sinh bị hiệu trưởng ăn chặn. Thì học bổng học bỏ mà. Như Việt Nam nói đá bổng đá bỏ này, đá bệnh đá bổng đá bỏ. Hay là đi nhậu đó, đá bổng đá bỏ nha. Tới tour mà anh mời người khác là anh ráng anh chịu à, đá bổng đá bỏ. Thì học bổng thì cũng học bỏ luôn, để tao lấy cho nó chắc ăn. Quý vị, hiệu trưởng nha. Hiệu trưởng mà ăn chặn học bổng của học sinh. Chúng tôi nghĩ nó, xin lỗi quý vị, chúng phải dùng chữ là nó dơ bẩn. Mình là hiệu trưởng, mình là hiệu trưởng, mình làm ngành giáo dục. Mình phải biết là khi học trò có học bổng đó là cái điều quý. Các em có điều kiện để phát triển. Mà mình là ăn chặn nó đi. Cái lương tâm nó nhà giáo thì nó bẩn thỉu quá. Cho nên là bây giờ quý vị thấy trình độ văn hóa Việt Nam được cái như bằng giả nó hàng loạt. Trình độ rất rất là kém. Như ngày trước thì chúng tôi có kể cái chuyện cái ông mà ông là ai ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Vương đó. Ông biểu công an điều tra. Thì lần này cũng có một cái thằng nó đi học về, cũng con cán bộ ở miền Nam. Ông này cũng gốc hồi xưa cũng có tập kế ở trong rừng. Cũng làm vớ vẩn gì trong rừng đó, sau này ra được làm cán bộ. Đừng có nói là y tá nhé. Không, tôi không biết. Cái là chạy việc lon ton vậy đó. Cũng có công với cách mạng, sau ra làm cán bộ. Ông con nó đi học. Nó đi về cái thấy mặt nó buồn buồn. Sao này học về mặt không vui mày? Người miền Nam à. Thì thầy cô giáo hỏi câu hỏi gì trả lời không được vậy à? Hỏi gì? Hỏi chứ Nguyễn Thái Học với 12 đồng chí bị chém ở đâu? Mà con đâu trả lời được đâu. Trời ơi mày dốt quá. Bây giờ mày thấy không? Báo chí bây giờ, thời buổi bây giờ là người ta đố, người ta hỏi là nó có mánh khóe ở trong. Mày thấy không, mấy cái câu đố vui đó, bây giờ người ta đố những cái câu mà mình trả lời mà theo cái suy nghĩ á, chữ nghĩa thì nó không đúng mà mình phải lắc léo nó mới đúng. Vậy rồi ba trả lời sao? Thì mày ngu quá, mày coi phim Tàu mày thấy không? Nguyễn Thế Học với 12 đồng chí bị chém ở cổ. Mày coi phim Bao Công mày thấy không? Cổ đầu trảm với lại nó chém ở đâu? Thì nó chém ở cổ. Mày trả lời là Nguyễn Thế Học chém ở cổ là trúng rồi, mày ngu cái mẹ. Nói tới cổ, thưa quý vị, chúng tôi có bài báo như thế này. Báo VnExpress, Bộ Giao thông Vận tải thông tin về việc Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam tử vong tại phòng làm việc. Ông Nguyễn Đức Thắng, ông mới chết, người ta không biết ông chết vì lý do gì. Thì mới đây có bài báo, anh Hoàng Tuấn vừa nhắc tới cổ. Thì cái bài báo của VnExpress cho biết là trên cổ Cục trưởng Đường sắt có vết hằn của dây. Nguồn tin cho biết ông Thắng chết trong tư thế quỳ, dưới sàn có một đoạn dây nhựa. Kết quả khám nghiệm cho thấy cổ ông có vết hằn. Bây giờ có nhiều nghi vấn được đưa ra. Chúng tôi chỉ ngạc nhiên một cái là sao cái gì cũng phải nhà nước ta, đặc biệt là những cái vụ điều tra như thế này, phải làm cho nhanh, cho rõ. Mà sau mấy ngày rồi mà vẫn chưa biết cái nguyên nhân chết của một người thì nó cũng... Ông cũng có chức có quyền. Có chức có quyền, Cục trưởng Cục Đường sắt lớn, và cái chết của ông gây cái nhiều cái thắc mắc cho mọi người. Có điều lỡ anh tôi hỏi là khi mà cái dây đó thì người ta nghĩ ngay đến việc treo cổ. Mà treo cổ mà quỳ làm sao treo anh? Thì bởi vậy. Không, có lẽ là tôi nghĩ cũng có thể là treo cổ đó. Nhưng người khác treo ổng chứ mà không treo. Thì mà cái đó treo ổng xong rồi mới người ta thả xuống dưới. Đó là cái lý do bây giờ nó tạo rất nhiều cái thắc mắc, nhiều cái nghi ngờ mà nhà nước vẫn chưa giải quyết được, chưa làm rõ được. Cái chuyện này không biết bao giờ thì mới làm rõ. Nhưng có điều người ta thấy là bây giờ các cán bộ, cho nên anh nói gì, nói nhiều khi tôi thấy anh nói chuyện về các cán bộ nhà nước mà những vị cấp cao đấy, anh có vẻ anh cũng muốn thèm muốn những cái chức vụ cao cấp đấy. Tôi thấy những cái qua ánh mắt của anh, nhưng tôi khoan anh nha, nguy hiểm lắm. Anh thấy ông tướng Ngọ, đây là ông Ngọ đó, ông đang ung thư, đang điều trị một cái chết bất ngờ. Chết bất ngờ, bệnh ung thư mà chết bất ngờ thì nó trên thế giới này cũng hiếm có. Tin đâu như xét đánh ngang đó ha. Tướng Ngọ đang sống là chuyển sang từ trần đó. Rồi. Ông Nguyễn Bá Thành đang hùng dũng dũng, đang khỏe mạnh, tham nhũng. Tự nhiên có đi có một chuyến từ Đà Nẵng ra tới Hà Nội là bị bệnh. Bị bệnh mà chết. Bây giờ là có nguy cơ là không chữa được. Mà không có thấy báo chí nhà nước đăng hình ảnh hay gì hết. Dạ vâng. Rồi bây giờ cái ông bộ cái ông cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam bây giờ đang làm lớn như vậy, đùng đùng một cái ông, người ta bảo là trong suốt ngày hôm đó không có dấu gì khác thường hết, mà cuối cùng thì cũng bị chết như vậy. Chết cho nên thôi,
anh muốn sống với vợ với con của anh thì anh đừng làm lớn nhá, tôi khuyên anh như vậy. Có nhiều cái chết nó, cái chết nó rất là khuất tất và đáng nghi ngờ. Ủa sao đảng và nhà nước mình cái gì cũng rõ ràng mà sao cái chết nó không có rõ? Kỳ. Không có cái sống thì rõ, sống thì rất là rõ ràng. Bao nhiêu biệt thự bao nhiêu cái dần là biết ha, xe bao nhiêu cái biết, thậm chí là có bao nhiêu bộ nhí dần biết, nhưng mà khi chết thì nó lại không rõ ha. Rồi thưa quý vị, bây giờ tới cái chuyện mà anh Nguyễn Khôi nói về bằng giả đó, bên ngành y khoa thì VTC News có chấn động cán bộ y tế dùng bằng giả, dân càng mất lòng tin vào ngành y. Đại biểu Quốc hội cho rằng việc phát hiện 20 cán bộ Sở Y tế Thanh Hóa sử dụng bằng giả sẽ khiến người dân càng không tin tưởng vào ngành y, đặc biệt là trình độ của y bác sĩ tuyến cơ sở. Thưa quý vị, một khi đã là giả rồi thì tất cả các ngành nghề, quý vị đã thấy Việt Nam mà từ tiến sĩ, thạc sĩ, cái gì cũng giả cả. Thì dĩ nhiên là bây giờ nói là người dân tin vào hệ thống nhà nước thì người ta không có tin rồi. Không ai mới tin cả. Cái đứa trẻ con nó cũng không tin được, bởi vì cái gì cũng giả mà. Nhưng mà có một cái là cái điều nó tàn nhẫn nhất là cán bộ y tế mà sử dụng bằng giả, có nghĩa là không có nghiệp vụ chuyên môn đó. Thì ví dụ ông chủ tịch, ông bí thư, ông dùng bằng giả để nhiều cũng lòe thiên hạ thôi. Cho nó vui thôi, phải không? Hay là để mà lên chức rồi này kia thế. Còn y tế tức là phải dùng cái chuyên môn mà là sử dụng bằng giả như thế thì nó tồi tệ quá, rất là tồi tệ. Liên quan đến cái chuyện này, VN Express có một cái bài, bài có tên là bằng giả chui vào nền công vụ làm yếu hệ thống. Thì khi mà phóng viên họ thắc mắc như thế này, cán bộ y tế ở Thanh Hóa sử dụng bằng giả hàng chục năm nhưng đến nay mới bị phát hiện. Vì sao việc sử dụng bằng giả lại diễn ra trong thời gian dài như vậy? Thưa quý vị, như vậy là cái tệ nạn nó kéo dài là lâu rồi chứ đâu phải năm ngoái năm kia đâu, phải không? Cả chục năm. Và như vậy người ta nói chục năm có nghĩa là nhiều khi nó 20-30 năm, mà nhiều khi nó còn lâu hơn cả thế nữa, thưa quý vị. Phóng viên hỏi là ông nghĩ gì về việc 20 cán bộ y tế Thanh Hóa dùng bằng giả, trong đó có nhiều cán bộ công chức tại bệnh viện tuyến tỉnh và trực tiếp khám bệnh. Thực tế cho thấy kiểu học nào cũng có bằng giả để phục vụ cho người không thực học, thậm chí không học. Tức là ngành nào ông trả lời như vậy, ngành nào cũng có hết. Do chúng ta có bằng cấp, có vị trí ngang nhau và việc học các hình thức không chính quy có phần dễ dãi, nên số người mua bằng giả ở hệ tại chức, chuyên tu hoặc từ xa thường nhiều hơn. Tức là những cái hệ này nó dễ mua hơn. Xin lỗi, Việt Nam người ta có một câu là dốt như chuyên tu mà ngu như tại chức. Nhưng không phải mọi bằng chính quy đều là bằng thật, vì người có nhu cầu vẫn có thể mua. Tức là những bằng ở trường chính quy vẫn là bằng giả như thường. Thưa quý vị, tôi nói về cái chuyện giả đó, con tin này cũng thời sự tí xíu. Quý vị biết là Hà Nội bây giờ nó không còn là Hà Nội của ngày xưa nữa ha. Người ta bảo là những người mà gốc Hà Nội đó, bây giờ về Hà Nội nó không còn là Hà Nội nữa. Nghĩa là cái người Hà Nội đó ngày xưa nó thanh lịch bao nhiêu thì bây giờ nó dữ dằn bấy nhiêu. Có một người bạn thì bảo là đi ra Hà Nội thấy cô gái đẹp lắm, nhìn nhìn cái cô gái quay qua chửi thề liền. Nó xin lỗi mày, mày nhìn cái gì đấy, mày nhìn cái đấy thì mày nhìn, mày muốn gì? Rồi ông này là co cẳng chạy ha. Cho nên là khi mà ngoài Hà Nội ta kể chuyện bây giờ ăn chơi cũng ghê gớm lắm. Thì có một cái tay này cũng đi vô trong chỗ quán bia ôm, để nói thì cái người Bắc có dùng cái chữ là tiền thì ít mà muốn hít cho thơm. Thì vô trong đó tiền bạc thì không có bao nhiêu, qua biết thì không bao nhiêu, mà cứ tay chân là lăn xăng là lăn xăng. Thế thì cái cô này cổ không cho, cổ phản đối. Thì anh này quay qua, mày làm như mày hay, mày giỏi lắm ấy, tinh là đồ giả, mày hay lắm ấy. Thì cô kêu nói, anh nói thế tội em. Thế bây giờ là tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ còn giả, huống gì đồ của em thì nó giả tí, đâu có sao. cho em kiếm tí cơm như này. Thông cảm phải không ạ? Thông cảm. Thì tiến sĩ, thạc sĩ, bác giả. Sĩ mới còn giả, thì đồ em nó giả tí, đâu sao. Thưa quý vị, có một bài báo rất đau lòng là tôi đọc bài báo này thì tôi cứ tưởng tượng như là ngày xưa Việt Nam tôi đọc những cái tài liệu mà ta tố cáo tội ác Mỹ Ngụy. Mỹ Ngụy nó tàn ác ghê gớm mà. Ở người ta có cả một cái phòng trưng bày tội ác Mỹ Ngụy mà đó. Thì là cái trung tâm là báo VOV, tức là Voice of Việt Nam đó ha. Theo bản tường trình thì có ban chỉ huy công an thị xã Cai Lậy và đảng ủy ban nhân dân xã Tân Phú thị xã Cai Lậy đó đã đình chỉ công tác ông Phan Văn Vĩ, trưởng công an xã. Ông này vì khi mà bắt hai trẻ vị thành niên nghi ngờ là đi trộm cắp, thì mới nghi ngờ thôi nha, mang về để đánh đập con người ta, đánh nghĩa là
dùng ba trắc đập vào lưng còng tay nha, em Nguyễn Quốc Nhân đó, rồi là bị ông nó đánh. Khi mà chưa dừng lại đó, ông Vĩ đó còn đá vào người làm cho em té xuống dưới kênh, còn dùng súng bắn đạn cao su bắn hai viên chỉ thiên, một viên bắn thẳng vào lưng làm lủng một lỗ. Còn em khác tên Văn cũng bị một công an viên khác đánh gây thương tích nhẹ. Nhưng mà sau khi đánh như vậy rồi đưa về tại trạm, về giam giữ trụ sở công an xã, thì em Văn thì được gia đình bảo lãnh thả về, còn em Nguyễn Quốc Nhân á, dù gia đình đến hết lời van xin nhưng mà ông Vĩ vẫn không trả tự do, mà còng tay em vào khung cửa sổ và dùng tay tát vào mặt em trước mặt mẹ của em. Người phụ nữ thì rất xót xa khi thấy con nhỏ con của mình bị đánh như vậy. Thưa quý vị, sau đó khi mà ông Vĩ tháo còng và tới ngày hôm sau mới thả em về, thì em bị kiệt sức và phải đưa đi cấp cứu. Thì theo bản tường trình, một cái lý do ông nói rất là đơn giản. Ông Vĩ đã thừa nhận hành vi sai trái của mình là do uống rượu và nóng tính, không kiềm chế được bản thân. Thưa quý vị, xin lỗi, chúng tôi dùng cái chữ nó rất là vô giáo dục. Một trưởng công an nha, đi làm việc lo trật tự an ninh xã hội cho dân mà đi uống rượu xỉn rồi bắt người ta đánh rồi đi cấp cứu, rồi bây giờ nó là tại vì là đi uống rượu. Chúng tôi đọc cái này chúng tôi thấy y như là cái tài liệu mà tố cáo tội ác mỹ ngụy. Ngày xưa người ta tố mỹ ngụy nó tàn ác thế này thế khác, như là cảnh sát là ác ôn, đánh đập nhân dân ghê gớm. Bây giờ cái chuyện mà công an đánh dân á, nó không phải là một ngày một bữa mà nó có xảy ra thường xuyên. Nó nghĩa là cái chuyện mà nó hết chỗ này hết chỗ này đến chỗ khác, hết năm này qua năm khác, nó tiếp tục được kéo dài. Thưa quý vị, chúng tôi khi mà quý vị gửi tài liệu cho chúng tôi đó, có khi một chương trình nếu mà chúng tôi dùng hết á, thì có rất nhiều tin công an đánh dân chứ không phải là chỉ có một tin. Cho nên là chúng tôi cũng không hiểu bây giờ mà đại biểu Quốc hội có nói là dân mất lòng tin vô đảng và nhà nước, cái chuyện đó nó thừa quá. Thôi xin mời anh. Đà Nẵng kỷ luật hơn 50 đảng viên vì sai phạm. Mỗi lần mà nhắc tới Đà Nẵng là chúng tôi lại nhìn anh Hoàng Tuấn. Tôi lại nhớ anh Thành. Những đảng viên tham ô tài sản nhà nước để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, không làm hết trách nhiệm hay tự ý bỏ nhiệm sở ở Đà Nẵng bị xử lý từ khiển trách đến cách chức khai trừ đảng. Tức là tội rõ ràng. Mà thưa quý vị, mà những cái biện pháp chỉ là khiển trách đến cách chức rồi khai trừ đảng, thế còn những cái tài sản mà tham nhũng hối lộ của vào túi của mình rồi làm hại cho cái công quỹ của nhà nước rồi sao? Tiền đấy hiệu trưởng ăn chặn học bóng xuống thành hiệu phó. Thì làm sao mà trừ bài trừ tham nhũng rồi, thưa quý vị, bắt được quả tang mà rồi cuối cùng cũng chỉ khiển trách khó chứ khai trừ đảng. Bây giờ nếu mà đứng ra chống tham nhũng dễ bị bệnh lắm, bị bệnh rồi lại đưa qua Mỹ mà là không biết nằm ở đâu nữa. Rồi cái đó cho nên anh phải cẩn thận. Rồi nhưng mà nhất là từ Đà Nẵng nữa không ạ? Dạ, nó có cái huông nữa nè. Thưa quý vị, để kết thúc chương trình, chúng tôi có một cái này nó hơi nó ngộ tí xíu. Tức là cái báo này thì không phải là báo của nhà nước, là của một người ở hải ngoại đưa lên ý kiến là người này đọc được một cái tài liệu dạy tiếng Anh ở trong nước, thì người ta trích ra cái cách phiên âm. Thì chúng tôi nhớ là khi mà trước khi Hoàng Tú đi Mỹ là có học tiếng Anh với một người dạy tiếng Anh ở bên Việt Nam, thì không phải ở thành phố lớn nha, nhưng mà người này á, khi mà dạy chú rất là kỹ phiên âm theo lối phiên âm quốc tế, phiên âm mà trong những cái quyển từ điển người ta vẫn website đó rất là kỹ. Mà cho tới bây giờ Hoàng Tuấn sang Mỹ 20 mấy năm rồi, cho tới bây giờ là thời buổi bây giờ nó thông tin nó hiện đại phải không? Thế mà người ta có những tài liệu của tiếng Anh bên Việt Nam mà ta dạy, người ta phiên âm ra, mà những người như là biết tiếng Anh đó, không cần giỏi đấy nha, là hết hồn rồi. Chẳng hạn như xin lỗi quý vị, như thế này thì làm sao mà người ta học được? Đó, tức là rõ ràng người ta để bên này, ví dụ như là cái chữ trong đơn cử thôi, là có cái một gì như cook the lunch, tức là nấu bữa ăn trưa, thì người ta nếu mà phiên âm qua giọng Bắc á là cúc dơ lăn, mà phiên âm thì kiểu miền Nam là cúc dơ lăn. Quý vị, thì người ta đặt vấn đề nếu vậy thì làm sao mà mình nói mình hiểu chứ Mỹ nào mà hiểu được. Cook the lunch mà nó là cúc dơ lăn hay là cúc dơ lăn. Nhưng mà cái á, cái chữ này bring me tea, coffee and water, thì người ta phiên âm là bring me tea, bring me water, bring me coffee. Mà
cái chữ đó chưa? Có một cái chữ độc đáo nhất á, là anh biết cái chữ calculator rồi, là cái máy tính đấy phải không? Yeah. Đó là một cái, khi mình nói về cái danh động từ thì người ta dùng cái chữ là calculating. Đó. Thì mặc dù viết chữ thi mà ở Mỹ người ta đọc thành thành chữ đi. Yeah. Thì người ta phiên âm là phiên âm là, thưa quý vị, chúng tôi đọc cho chúng tôi bình tĩnh, thì phiên âm là con cu lây. Người ta phiên âm là, xin lỗi, chúng tôi đọc rõ ràng phiên âm là con cu lây tình. Thì cái người viết bài báo này đó, chúng tôi không biết cái chữ con cu ta chạy đâu ra. Cho mình tiếng Anh mình có dở đi chăng nữa đó, thì cửa của người ta là calculate, calculating, mà không biết cái người này lấy chữ nào mà đành đoạn bỏ cái con cu vào đó, con cu lấy đi. Thí dụ như cái người mà soạn cái cuốn sách dạy tiếng Anh này có ghi là tên của ông A, ông B, Nguyễn Văn A chẳng hạn, như vậy tiến sĩ Nguyễn Văn A, thì quý vị cũng đừng ngạc nhiên, tại bây giờ thì ở Việt Nam như quý vị cũng đã thấy là bằng giả nó ê hề, thì làm sao biết cái người tự nhiên là calculating mà trở thành con cu lấy đi là thôi. Xin chào tạm biệt quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.